Ra huyết hồng bao lâu thì sinh? Dấu hiệu sắp sinh Ra huyết hồng, ra máu báo là một trong ba dấu hiệu sinh chính, vậy ra huyết hồng bao lâu thì sinh? Thông thường sau khi ra huyết hồng thì phải đợi vài tiếng cho tới 2 tuần mới bắt đầu sinh Vì thế bác sĩ thường hay khuyên là nên ở nhà để đợi sinh Trong quá trình ở nhà đợi sinh, phải đặc biệt chú ý trạng thái sinh lý Ba dấu hiệu trước khi sinh con Dấu hiệu 1, ra huyết hồng Trước khi bước vào quá trình sinh, tử cung sẽ bắt đầu co thắt và làm cho cổ tử cung bị mỏng và giãn nở. Và ống mau dẫn trong cổ tử cung sẽ bị phá vỡ, tiếp gia dịch nhờn đặc sệt hoặc dính, kèm các sợi máu đỏ hoặc có màu cà phê. Gọi là huyết hồng. Dấu hiện 2. Đau từng cơn. Đây là dấu hiệu khi sản phụ đã mang thai đủ ngày tháng cho tới trước khi bé ra đời. Vì khi cổ tử cung bị co thắt sẽ sinh ra cảm giác đau đớn. Khi mang thai thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng tử cung bị đau từng cơn. Đây là hiện tượng bình thường không cần lo lắng, các dấu hiệu bình thường xuất hiện trước khi sinh sẽ liên tiếp và đều đặn xảy ra. Cơn đau sẽ xuất hiện mỗi năm 10 phút, về sau sẽ càng đau hơn trước, càng chứng tỏ là ngày sinh đã tới gần. Dấu hiệu 3, vỡ ối. Đây là hiện tượng vỡ màng ối, gây ra nước ối trong khoang ối chảy từ âm đạo. Ngoài ra, Thường thì vỡ ối thường xảy ra vào tuần thứ 37 của thai kỳ. Dưới 37 tuần thì được gọi là vỡ ối sớm sinh sớm. Bác sĩ sẽ đánh giá và tùy theo tình trạng sẽ cho thuốc kháng sinh hoặc thuốc an thai. Hoặc tiến hành kích sinh để tránh di chứng sau sinh, hơn 37 tuần thì được gọi là vỡ ối thời kỳ sớm, lúc này thai nhi đã trưởng thành. Hầu hết các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên tiến hành kích sinh thay vì tiếp tục dưỡng thai, giúp thai nhi tránh khả năng bị nhiễm trùng. Không phải cứ ra huyết hồng là lập tức sinh ngay. Mặc dù ra huyết hồng là dấu hiệu sinh, nhưng sau khi ra huyết hồng thì không nhất định là sẽ lập tức sinh ngay. Thường thì, phần lớn các sản phụ sau khi ra huyết hồng thì khoảng mấy tiếng sau hoặc cho tới 2 tuần sau mới sinh, nhưng chắc chắn phải làm kiểm tra chuẩn bị sinh vì sản phụ không thể tự mình phán đoán nên tốt nhất là vào bệnh viện để xác định tình hình. Không phải sản phụ nào cũng có dấu hiệu ra huyết hồng một số người là vỡ ối trước hoặc là đau từng cơn trước. Vì sau khi vỡ ối sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng cho thai nhi, nên trong vòng 24 tiếng sau khi vỡ ối sẽ đưa em bé ra ngoài. Đối với những cơn đau, thường là sau khi bắt đầu xuất hiện các cơn đau một cách thường xuyên sẽ tiến hành hành sinh. So với việc vỡ ối và đau từng cơn, thời gian sinh sau khi ra huyết hồng là tương đối dài, nhưng cũng không muộn hơn 2 tuần đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé